giáo lắm mà chào các mẹ. Quay điện thoại nhé. Quay một cái. Bán ông nhà bà chẳng đi quay sao đây? Không mà có quay đâu. Có cái ông nào vẫn đi xe vẫn đi quay nhỉ? Ông nhìn cái nên nhìn xấu xấu ấy. Ông ăn ngon thế thì chả thấy con thật ngọt lắm ấy. Bà chị ăn dưa hấu rồi. Hai em đánh quấn nóng cơ. Trắng mang cho đám cưới. Em đang nhai, chị cũng quay mặt em đấy. Nhai bao nhiêu? Chị đưa em lên, nhảy hơi đẹp quá. Nhai, cứ ăn đi. Này, đưa lên có hình không đấy? Có chứ. Ui, chết đi à? Không sao đâu. Chết đi à? Quay cái này làm gì? Bán. Nhìn em như này, mà cho em lên, bán cái gì chết. Có ai đưa đâu mà. Gì không? Chị quay ra đừng xin. Cái xin kia thì cứ quay đi. Thôi em lên hình chấu đó. Già lắm. Thế thấy mới xuống ấy. Rồi ăn nảnh khổ em ạ. Chụp ảnh nha, xấu nảnh là khổ. Không ăn nảnh mới xuống. Chụp ảnh già lắm. Xấu. Thế rồi thế này. Xinh ơi, chị chụp ảnh nha. Công an nhận ra chị luôn ấy. Có nghỉ à? Ừ, nhưng mà tháng này đói hết, thứ bảy nghỉ hết nhà không lương rồi này. Điên à? 4 tháng buổi rồi bà. Nhiều đứa làm rồi, nhiều đứa làm quả đấy rồi. Mà rồi nó phải có cơ bản nó phải. Đấy mới lừa được. Mới làm mấy cái người đấy ở đây đâu. Ở đây mới lừa đi giá rồi. Đi ra đi. 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 Đi ra Mà. Nhưng mà mua hộ thì bao giờ mới mua được hộ? Nhớ bà nhớ, cây thương to là ai nhớ mình nhớ, cây thương bé là vừa bán cho ngon nào hứng nhận chắc chắn. Đầu ra là ra cắt tóc ngắn phỉ. Nghe chắc chắn. Chắc em thừa lắm. Em thừa. Thừa tóc nhiều, táo thì dày. Nó ngon lắm ạ. Ra cắt cửa kiểu mà nắm cửa đuổi đi một tí đến tới dài chân nó người bà không cắt nó bà tóc bà tóc dài lắm ơi dài thì tóc cắt bà dày lắm chỉ cần làm một lần nữa xong là đúng nó dài chỉ được cắt được phải làm đúng không tóc bà dày lắm thằng ơi đã phải nhận đỗ rồi nhận bên trong cái là bột đấy đông hoài em ạ rồi rửa bác về rồi nữa cơ bác đã lấy hàng làm nó mang lên bác về Tinh ơi, làm khoai lang cho mình nhá. Cá vừa đít này, nó đi kho. Làm gì mưa nữa. Trời lạnh này. Mua quả gì không? Má quả em ơi. Chắc là cái gì em nhỉ? Nhớ nhá. Cá cũng còn mua cái gì nữa. Come on.